Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh tin tức showbiz Việt Nam. Chúc quý khán giả có những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời bên chúng tôi. Huy Khánh kinh doanh thua lỗ 100 triệu, quyết định ngừng hợp tác với vợ chồng Tuấn Hưng. Chỉ sau 2 tháng kinh doanh, diễn viên Huy Khánh tiết lộ đã thua lỗ 100 triệu và quyết định ngừng hợp tác với vợ chồng ca sĩ Tuấn Hưng. Diễn viên Huy Khánh vừa đăng tải bài viết thông báo về việc đóng cửa hàng sữa chua. Được biết, Huy Khánh thua lỗ 100 triệu trong dự án kinh doanh kết hợp với vợ chồng Tuấn Hưng được chia sẻ trên truyền thông. Vợ chồng Huy Khánh chỉ mới khai trương cửa hàng vào tháng 7 vừa qua. Huy Khánh thẳng thắn tâm sự về quyết định lựa chọn của vợ chồng mình. Theo đó, nam diễn viên chia sẻ về chuyện dừng lại công việc kinh doanh. Nói thì thấy đơn giản nhưng áp lực đủ thứ vì không thể sắp xếp thời gian quản lý, và lo nhất chính là không thể thường xuyên có mặt để chăm sóc khách hàng. Rồi còn việc gia đình thì không có thời gian chăm sóc quan tâm. Vì vậy, vợ chồng mình đành phải đưa ra một quyết định rất khó khăn là buộc phải lựa chọn. Điều cần thiết nhất lúc này đó là rút khỏi để toàn tâm no những cái phù hợp với khả năng, mong đến một lúc nào đó đủ duyên, đủ nguồn lực sẽ có một nơi của riêng mình để phục vụ tất cả khách hàng thân thương. Cảm ơn những người bạn đã hỗ trợ vợ chồng mình trong công việc và cảm ơn tất cả những khách hàng gần xa rất nhiều đã quan tâm trong thời gian qua. Nếu mình không về các nơi ở xa thì cảm thấy có nỗi đa số khách là fan, người hâm mộ. Mình mở ra nhiều thì lại bất cập và không quản lý được hết. Có những cái tôi bán huề vốn cổ phần, một số chịu nỗ để đóng cửa vì ảnh hưởng của đại dịch Covid. Khi đăng lên trang cá nhân để khách hàng thấy sẽ không nghĩ mình bỏ bê. Những người quản lý sau đó làm sai cũng không ảnh hưởng đến tôi. Những nơi đang tồn tại thì không dùng hình ảnh của tôi về sau. Tôi rất buồn với quyết định này. Mà dù tôi không làm nữa thì thương hiệu vẫn đang phát triển tốt. Tôi thông báo như vậy chỉ mong khán giả hiểu và thông cảm. Chỉ là tôi không quán xuyến được nên tôi bị động. Chia sẻ với truyền thông, Huy Khánh cũng thẳng thắn nói về việc dừng hợp tác với vợ chồng ca sĩ Tuấn Hưng. Theo đó, nam diễn viên khẳng định chuyện dừng lại ở thời điểm này không phải vì mâu thuẫn trong mối quan hệ với giọng ca Hà Thành. Nam diễn viên tâm sự: Tuấn Hưng là người sáng lập thương hiệu, tôi chỉ nhượng quyền thôi, thuận mua vừa bán. Tôi đóng cửa thì mất vài trăm triệu, nhượng quyền chứ chẳng ảnh hưởng gì đến ai. Tôi nhắm không đảm bảo được uy tín của mình thì đóng luôn hoặc bán lại cổ phần. Hai anh em vẫn bình thường thôi, tôi chủ động đi mua thì đến khi kết thúc thì chủ động thông báo. Các cơ sở khác vẫn phát triển tốt mà, Huy Khánh bộc bạch. Chia sẻ về kế hoạch trong thời gian tới, Huy Khánh cho biết anh tiếp tục hoạt động diễn xuất. Nam diễn viên có ý định thực hiện một web drama trên kênh YouTube. Còn về việc kinh doanh hiện tại, tôi chưa muốn làm gì hết. Vì sau sự việc này, tôi thấy mình còn non nóng nên phải trau dồi thêm, gặp những chuyên gia để được tư vấn nhiều hơn. Vì lần này tôi hơi vội vàng, anh tâm sự. Diễn viên sinh năm 1981 cho biết so với những đồng nghiệp khác, anh kinh doanh trễ hơn. Huy Khánh nói, nếu mình có tiếng mà không kinh doanh giỏi nhiều, khi nó giết luôn danh tiếng của mình. Còn khi mình đã giỏi kinh doanh cái gì đó, cộng thêm danh tiếng của mình thì tuyệt vời. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.